Và về cái vấn đề trung cung của năm 2020 thì như thế nào anh Trung? Đối với phương vị trung cung, chúng ta biết trung cung là chúng ta xét là giữa của ngôi nhà đúng không ạ? Do đó nó không có hướng mà chúng ta chỉ có phương vị mà thôi. Thì đối với cái việc tu tạo sửa chữa ở khu vực giữa nhà, tức là các anh chị có thể là xây thêm một cái tầng mới, hoặc các anh chị là lập lại cái mái ngói, hoặc là các anh chị lập thêm cái lót nhà, hoặc là thay đổi cái mái tôn, thì đấy chúng ta đều tính là tu tạo sửa chữa tại một trung cung trở ra. Do đó tu tạo sửa chữa tại một trung cung trong năm 2020 chúng ta làm được rất là tốt vào các tháng, đó là tháng 3, tháng 6, tháng 7 hoặc là tháng 12 âm lịch. Đấy là những tháng mà các anh chị có thể tu tạo sửa chữa tại cái khu vực trung cung, tức là tu tạo sửa chữa tại khu vực giữa nhà của mình. Thì điều này cũng rất là chú ý và các anh chị cần phải ghi chép lại. Tức là nếu như xét về yếu tố đại tu, tức là tu tạo sửa chữa cả ngôi nhà, thì các anh chị hình dung là đó chúng ta xét về yếu tố tu tạo sửa chữa gần như ở trung cung. Thì các tháng đó, tháng 3, tháng 6, tháng 7, tháng 12 âm lịch là các anh chị tiến hành tu tạo sửa chữa được trong năm 2020. Thì các anh chị chú ý cái lộ trình của mình để mà chuẩn bị một cách kỹ lưỡng nhất.